này. An toàn giao thông là không gây tai nạn, dù cho đường đang đông, ý thức bên trong bạn. Trời tối hay là sáng, xe thường hay là sang, ai mà cẩn thận là sẽ nhận được bình an. Có khi nhanh một giây nhưng mà chậm cả đời, vì tôi tuân thủ luật sẽ là câu trả lời. Và dù đang vội vàng và đi làm có trễ, cũng nhớ đúng vào hàng, đừng để người khó dễ. Ok. Hoa lá nở tươi đẹp ngàn môi hồng. Trời, phải công nhận hôm nay mua được mấy cái bông dễ thương gì đâu á. Nó nói tươi quá trời luôn vậy á. Đẹp quá. Đó, phải vậy chứ. Đây đây, gắn thêm mấy cái này vô nữa cho nó xinh. À, đẹp quá đẹp quá. Bà con ơi, trời nó dễ thương quá chừng dễ thương luôn. Em tám lá là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nha. Có hoa, có lá để cho quán cà phê Bình An này trở nên thiệt là nhộn nhịp, thật nhiều sinh khí để chào đón bà con của mình. Mỗi tuần mình đến hẹn lại lên, mình có dịp gặp gỡ trò chuyện nhau mà. Mà bây giờ thì đến giờ rồi. Chào đón tất cả bà con đang đến với chuyên đề giao thông đặc biệt mang tên Giao lộ Bình An, được phát sóng vào lúc 10 giờ 50 phút trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh vào chủ nhật hàng tuần. Mà hôm nay thì anh Nam Cường đi vắng nên là em Tám được giao quyền sẽ trò chuyện với bà con và phục vụ cho khách khứa đến đây uống cà phê vào ngày cuối tuần. Mà bà con ơi, khi mà tới với quán cà phê Bình An của em thì bà con đừng quên, ở đây em là có rất nhiều những cái món thức uống ngon. Thậm chí là em còn đang định lên kế hoạch bổ sung thêm một cái list danh sách các món ăn hấp dẫn nữa. Nhưng mà lên món gì thì lên, chứ bà con mình cứ tới đây là lại muốn thưởng thức ngay cái menu trứ danh của quán em. Với món khai vị là bắt tài ơi, món chính là đi sao cho đúng về nhà an toàn, và cuối cùng món tráng miệng với ai sai ai đúng. Bây giờ thì em đi chân bông nha, xong rồi em quay lại đây em kể chuyện cho bà con mình nghe. Trời, không phải nói chứ, đôi khi ngồi ở cái quán này bà con, riết cái trái tim em nó cũng khỏe dần lên mỗi ngày. Bởi vì nó đập loạn nhịp hoài luôn. Nó sợ đó bà con. Ngồi đây cái em nhìn thấy mấy cái chiếc xe lớn á. Hôm bữa nhìn thấy chiếc xe Ben, hôm kia thì nhìn thấy một cái chiếc xe tải trọng cực kỳ lớn luôn. Ủa, chạy qua một cái quán cà phê em rung lên như vậy nè. Nhưng mà riết làm như nhìn thấy nó quen hay sao á, bớt sợ. Mà cái cảm giác bớt sợ này em nghĩ cũng không hay đâu nha. Bởi vì em nghe nhiều người nói, lúc đầu tôi nhìn thấy mấy chiếc xe Ben, mấy chiếc xe tải vừa bự, vừa siêu to khổng lồ, kích thước thì khủng mà tải trọng thì cao. Tôi nhìn là tôi nghĩ tới cái chuyện va vô nó là cuộc đời lao đao. Nhưng mà tôi nhìn riết tôi chạy chung, riết tôi hết sợ. Nên tôi cứ lao ra tôi chạy kế bên chiếc xe thôi. Ý, không có được đâu nha bà con. Cái cách chạy xe như vậy là nguy hiểm cực kỳ. Chẳng hạn như là cái câu chuyện sau đây nè. Rồi em phải nói là thần chết hình như là bị ngủ gục hay sao á. Chứ nếu không làm gì có cái chuyện may mắn tới mức vậy. Sự việc xảy ra tại một cảng tư ở Hà Nội. Theo camera hành trình ghi lại, người đàn ông đi xe máy chở theo một bé trai không đội nón bảo hiểm đã rẽ trái mà không quan sát phía sau đang có xe Ben đi tới, dẫn tới tình huống tạt đầu xe này cực kỳ nguy hiểm. Tài xế xe Ben không xử lý kịp tình huống đã cán qua xe máy, nhưng may mắn là cả hai người trên xe máy đều lọt vào khoảng trống giữa hai bánh xe dưới gầm xe Ben nên không bị cán qua người. Hai nạn nhân được người đi đường giúp đỡ có thể đứng dậy ngay sau tai nạn. Đúng là thần chết ngủ quên trong tình huống này, người đi xe máy không đội nón bảo hiểm ngã vào gầm xe Ben mà vẫn giữ được mạng sống. Hy vọng sau tai nạn này, người đi xe máy sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân. Chứ mà tạt đầu kiểu cảm tử như vậy thì không có tài xế nào mà xử lý cho kịp. Hai. Này vắng dữ vậy ta giờ này. Ôi trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái gì trên trời rơi xuống vậy? Trời đất ơi, miếng giấy cạc tông. Chịu nổi không? Em ngồi trong quán đó bà con. Em đang ngồi trong quán em á, chứ em không có đi ra đường luôn á. Cái gì vậy? Vậy là chắc là có chiếc xe nào đang chạy qua rồi chắc bay đồ bay đạc gì xuống hay sao á. Hồi em tưởng đâu là em chỉ coi trên TV, em mới thấy cái tình huống là nguyên một cái vật thể lạ bay vô trong cái kính xe hơi thôi chứ. Còn bây giờ bay vô thẳng quán tôi làm sao? Chuyện xảy ra trên cầu Đông Trường Hà Nội, lúc này là vào buổi chiều. Bác Đại đang lái ô tô trong ánh hoàng hôn thật bình yên.
và chuyện gì tới cũng tới. Một vật thể bật ra từ xe phía trước và bay thẳng vào kính lái của ô tô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi quý vị ơi. Nhìn kỹ lại thì vật bay từ thùng xe tải chạy phía trước chỉ là một tấm bìa giấy, nên khó có thể là vỡ kính lái, nhưng sẽ dễ khiến cho tài xế giật mình. Nếu là người mới lái rất dễ hoảng hốt đánh lái theo phản xạ, dẫn tới nguy cơ tai nạn. Nhưng bà bác tài trong tình huống này quá là bình tĩnh, xử lý tốt nên mọi thứ vẫn an toàn. Qua vụ việc này thì rất mong các đơn vị vận chuyển, tài xế xe tải, xe đầu kéo chú ý ràng buộc hàng hóa cẩn thận khi chở trên đường. Nếu không phải tấm bìa giấy mà là sắt thép, gạch cát lại còn che phủ rất sơ sài như thế kia thì cực kỳ nguy hiểm cho người đi đường. Lưu ý và bác tài ơi. Thôi trời ơi, em nói thiệt với bà con á, là bây giờ tới thời điểm này trái tim em vẫn còn đang đập lộn xộn tùm lum hết trơn hết trọi. Cái gì vậy? Ở trong quán em mà mọi người chạy xe mà còn văng đồ văng đạt vô như vậy, rồi người ta chạy xe ngoài đường cũng văng đồ văng đạt lên trên cái kiến xe người ta. Mà may á, là nó là miếng cạc tông nha. Chứ thí dụ mà nó là cái gì mà nó sắc, nó bén một chút xíu thì thật sự là nó nguy hiểm khôn lường. Mà em phải khen cái bác tài xế hồi nãy á, là bác lái rất là vững đó. Chứ nếu mà tinh thần lung lạc một cái, hết hồn ha, một là thắng xe cái két một cái là tai nạn liên hoàn phía sau. Còn không á, đánh lái sang bên trái hay bên phải đều có thể gây tai nạn cho những người khác hết trơn á. Đáng sợ vô cùng. Bởi vậy lưu thông trên đường, bà con nhớ mình phải ràng, mình phải chằng, phải buộc đồ đạc mình chở theo thiệt là kỹ. Đừng có nghĩ là nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ rồi không có gây ra chuyện gì. Đó, nguyên một miếng cắt tông hồi nãy xém xíu là nó bể hết cái quán em luôn rồi đó, thấy chưa? Mà như vậy, em nghĩ là bản thân em á, cũng chưa phải là xui đâu. Cái câu chuyện tiếp theo sau đây nè mới thật sự là nhân đôi nỗi sầu. Xui gì mà xui thay sợ luôn á. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, thời điểm đó một người phụ nữ lái xe máy trên đường khi thấy hai con chó chạy phía trước nên đã thắng xe lại để tránh. Nhưng do người này thắng quá gấp nên đã không làm chủ được tay lái và bị ngã ra đường. Những tưởng cú cả sóng soi ra đường đã đau lắm rồi, nhưng người phụ nữ còn kinh hoàng hơn khi bị chính kẻ gây tai nạn chính là hai con chó quay ra tấn công mình. Đúng là trong cái rủi còn ló thêm cái xui nữa chứ. Rất may là người dân ở ven đường đã nhanh chóng can thiệp đuổi hai con chó đi và giải cứu được người phụ nữ đang đuổi. Trên thực tế, khi gặp tình huống động vật chạy trên đường, mọi người nên quan sát và thắng xe một cách có kỹ thuật hơn. Không nên chỉ thắng mỗi thứ trước mà có thể thắng đều cả hai bên. Bên cạnh đó, bà con cô bác cũng nên nuôi nhốt thú cưng cẩn thận. Chó thả rong chạy ra đường thực sự gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Trời ơi, cất cái xe vô, cái gì vậy? Con nít con nôi mà chạy xe máy là sao con? Mẹ con đi chợ không biết đúng không? Lát gì cô tắm mét cho coi nè nha. Cất cái xe máy vô, học sinh là không có được chạy xe máy nghe. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Em xin lỗi, mang nước ra cho anh tính một cái chứ kịp nói chuyện gì hết trơn á, phải đi ra ngoài kia. Cũng cái chuyện học sinh đó anh, nó nhỏ xíu mới 14 tuổi kìa, con nhà hàng xóm đó em mới la xong đó. Mà nó lấy cái xe máy của mẹ nó định chạy ngoài đường đó anh. Mà trời ơi, đâu phải chỉ có cái chuyện đứa nhỏ nhà hàng xóm em đâu. Cái chuyện mà học sinh nè, chưa có đủ tuổi nè, chạy xe máy rồi nhiều khi nó đánh võng nó lạng lách. Em ngồi đây em thấy nè anh tính. Hôm bữa mới có ba đứa nó chở nhau trên chiếc xe máy, rồi nó chạy nó lạng qua trái, nó lạng qua phải, rồi nó tông vào bán gỏi cuốn bên kia đường kìa. Đó, anh thấy hôm nay bà bán gỏi cuốn bà nghỉ không? Đó, bà đi băng bột rồi. Trời đất ơi, khổ ơi là khổ, báo ơi là báo luôn vậy đó. Bởi vậy hôm nay em mới mời anh Tính tới đây nè. Trong cái chuyên mục đi sao cho đúng của cái quán cà phê em á, là mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện học sinh chưa đủ tuổi mà chạy xe máy nó nguy hiểm như thế nào. Và chắc là để em giới thiệu với khán giả nha. Bà con ơi, hôm nay thì mình lại có dịp gặp luật sư Nguyễn Trung Tính của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ về cái câu chuyện mà em nè và rất nhiều bà con đang bức xúc nha. Mình sẵn sàng chứ anh? Rồi, mình sẵn sàng đi. Mình cùng xem qua những cái hình ảnh sau đây. Đầu giờ sáng tại ngã tư Nguyễn Sơ, huyện Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Không khó để bắt gặp cảnh tượng học sinh vi phạm luật giao thông, chở dâu không đội đón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí điều khiển bằng một tay mà không quan tâm đến dòng phương tiện. Hai em là chưa đủ tuổi để điều khiển xe, cái chưa gắn máy đúng không? Nhá, mình phải từ 16 đến 18 tuổi. Nhá, 16 tuổi thì em có thể điều khiển xe 50 phân khối. Và trên 18 tuổi thì mình điều khiển xe 110. Hiện giờ là mình chưa đủ tuổi điều khiển xe, và thứ hai nữa là mình đang vi phạm. Nhá,
đang chở người sau không đối mũ hiểm nữa. Đăng ký xe mình chưa mang đâu. Bây giờ nếu nhà ở gần đây thì gọi phụ huynh và bố mẹ em nhá. Là em không đội mũ, em vội em không đội mũ ạ. Mũ để đâu mà không đội? Em để trong cốp, tại em vừa đi ra khỏi nhà thì em không để. Em chưa có bằng lái xe, chưa không đội mũ bảo hiểm ở bạn đằng sau ạ. Đi xe trên phân phối. Theo lực lượng chức năng, rất nhiều trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Trong đó chủ yếu các lỗi như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, khi đa số các em chỉ từ 14 đến 16 tuổi. Đó anh nhìn coi, chạy xe nè, chạy một tay như diễn xiếc nè, không đội nón bảo hiểm nè, rồi tông 2, tông 3, chạy khắp nơi. Anh nhìn thấy hình ảnh vừa rồi anh thấy sao anh Tính? Rõ ràng thì chúng ta thấy rằng sau khi mà xem những hình ảnh vừa rồi thì bản thân chúng ta là những người lớn, những bậc làm cha làm mẹ thì chúng ta phải tự xem xét lại cái câu chuyện là cái vấn đề giáo dục cho con cái, và kể các câu chuyện là chúng ta có đang làm đúng cái trách nhiệm của mình hay không, để dẫn tới câu chuyện là con cái họ lại thực hiện những hành vi như vậy, vừa gây nguy hiểm cho bản thân của những đứa trẻ, vừa gây nguy hiểm cho xã hội, và đặc biệt hơn là cái người ngoài họ nhìn vào họ sẽ đánh giá là gia đình chúng ta dạy con chưa tốt, giáo dục gia đình chưa chuẩn nên mới dẫn đến những hành vi như thế. Thì chúng ta không chỉ là chúng ta trách móc những đứa trẻ không đâu, mà chúng ta phải cần nhìn nhận lại trách nhiệm của gia đình, của những bậc làm cha làm mẹ. Cái vấn đề ở đây là nhiều gia đình hình như là không có quan tâm là con mình đang nằm ở cái độ tuổi không có được lái xe hay sao á. Luật pháp quy định như thế nào về chuyện này anh Tính? Chúng ta lấy cái mốc là từ 16 tuổi trở lên. Tức là từ 16 tuổi trở lên thì chúng ta mới được quyền là điều khiển xe. Còn điều khiển xe từ phương tiện như thế nào thì chúng ta sẽ căn cứ dựa trên cái phân khối của chiếc xe đó. Ví dụ như những đứa mà từ 16 tuổi đổ lên á, thì sẽ được điều khiển những loại xe dưới 50 phân khối. Tức là những loại xe mà cái phân khối nó không quá mạnh, cái máy nó không quá mạnh, và khi mà chúng ta điều khiển thì có thể làm chủ được những chiếc xe. Thì giống như Tám thấy là những chiếc xe mà dưới 50 phân khối, ví dụ những chiếc xe cúp nè, hồi xưa là chúng ta thấy có những chiếc xe cánh nén nè, đó là những chiếc xe mà phân khối nó không quá lớn. Thì những người mà từ 16 tuổi đổ lên á, thì người ta có thể điều khiển được. Giống như chúng ta thấy những cái trường cấp 3 có học sinh đi học thì có nhiều nơi là cho phép các em được lái xe dưới 50 phân khối. Đó là cái mốc thứ nhất. Và cái mốc thứ hai nữa là từ 18 tuổi trở lên. Tức là đây là một cái độ tuổi được xem là đã đủ trách nhiệm về dân sự. Thì khi mà đã đủ trách nhiệm về dân sự thì các em đương nhiên sẽ được quyền công dân của mình. Tức là các em sẽ được điều khiển các xe từ 50 phân khối trở lên, và các xe 2 bánh, 4 bánh khác. Vì vậy khi mà chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là giao xe cho con cái, cho con cháu trong gia đình, cho những người trẻ tuổi, thì chúng ta phải lưu ý đến chiếc xe đó nó sẽ tương ứng với độ tuổi nào được sử dụng, để tránh trường hợp chúng ta lại vô tình lại tiếp tay cho những cái vi phạm pháp luật, cũng như tiếp tay cho những cái tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Anh Tính ơi, nếu mà bây giờ người lớn mình mà giao xe cho các bạn nhỏ mà chưa có đủ tuổi mà lái xe vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào ạ? Điều đầu tiên thì chúng ta cần quan tâm ở đây là nếu như mà người lớn mà chúng ta giao cho những đứa trẻ, những em mà nó chưa đủ tuổi đó, để mà khi mà nó điều khiển tham gia giao thông ngoài đường nó có vi phạm, thì đương nhiên chúng ta phải xác định được rằng hành vi giao xe đó là một trong những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Còn bị xử lý ở mức nào, ở chế tài nào thì chúng ta căn cứ dựa trên thực tế là có thiệt hại xảy ra hay không. Ví dụ đơn giản là một đứa em nó lái xe khi mà nó chưa đủ tuổi tham gia giao thông, bị cảnh sát giao thông tích còi lại, kiểm tra giấy tờ thì mới phát hiện xem là đứa trẻ này nó chưa có bằng lái xe và chiếc xe điều khiển nó không phù hợp, mà lúc này chưa có xảy ra tai nạn, chưa có gây thiệt hại về người và của, thì câu chuyện chỉ dừng lại câu chuyện là sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Và không chỉ là đứa trẻ này bị xử phạt không đâu, mà cha mẹ của đứa trẻ này giao, ông bà hoặc là những người có thẩm quyền sử dụng chiếc xe này giao cho đứa trẻ này sử dụng thì bé bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của nghị định 100. Mức xử phạt sẽ là từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đó là cái mức xử phạt mà một người chúng ta giao xe cho người khác điều khiển khi mà người đó không đủ điều kiện. Và cái mức xử phạt này thì theo tôi thấy thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó cũng không có gì là phải quá là đao to búa lớn, không quá là ghê gớm. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là tôi cần lưu ý, đó là cái trường hợp mà nếu như có xảy ra tai nạn hoặc là có xảy ra thiệt hại về người và của
Chẳng hạn như chúng ta đưa dao cho một cái trẻ, nó chẳng may nó gây ra tai nạn chết người khác, khổ lắm. Thì lúc này không chỉ là câu chuyện là phạt hành chính không, mà nó sẽ bị xử lý hình sự. Không chỉ đứa trẻ mà cái người lớn chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới theo. Thì chế tài hình sự này nó không chỉ dừng đơn thuần là câu chuyện bị phạt bao nhiêu tiền hay là bị phạt cái gì đâu, mà chúng ta phải đối diện hình phạt tù. Ngoài hình phạt tù ra thì chúng ta có thể phải bồi thường thiệt hại cho những cái thiệt hại mà đứa trẻ hoặc là những em nó đã gây ra cho người khác. Em đọc được nhiều cái chuyện mà em phải kể cho anh Tính với lại bà con nghe nè. Chẳng hạn như là theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm có tới 2.000 thanh thiếu niên thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên cả nước mình luôn. Học sinh trung học phổ thông có liên quan tới 90% tổng số vụ tai nạn giao thông kể trên. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của cái nhóm này là đang có cái xu hướng gia tăng. Đồng thời hiện nay, học sinh chưa có đủ 18 tuổi sử dụng xe máy trên 50 phân khối cũng ngày càng gia tăng. Bởi vậy, khổ chưa? Nghe tới đây rồi thì em đặt ra cái câu hỏi là ủa, rõ ràng là những cái vụ tai nạn nó xảy ra nhan nhản, mà những cái câu chuyện, những cái bài học thì nó cũng sống động từng ngày đó thôi. Nhưng mà lý do vì sao mà nhiều gia đình vẫn cứ tiếp tục giao xe cho con của mình để gây ra hàng loạt những cái vấn đề vậy? Anh Tính nghĩ sao? Chúng ta thấy rằng câu chuyện đây nó xảy ra là vấn đề là những đứa trẻ này nó đang ở một cái độ tuổi là đang phát triển bản thân mình, đang có suy nghĩ là sẽ phải là chứng minh được, chứng tỏ được là bản thân mình là như thế. Hoặc thậm chí nhiều khi các bạn lại chưa nhận thức đầy đủ những cái hậu quả cũng như là tính chất của mức độ hành vi mình gây ra. Chỉ muốn thể hiện với bản thân, muốn thể hiện với bạn bè. Vì vậy chúng ta thấy rằng câu chuyện thứ nhất đó là phải xuất phát từ lý do là từ các bạn trẻ trước. Chứ còn nếu như những người lớn, những người đã đủ tuổi thanh niên rồi thì chúng ta rất là ít. Hầu như rất là ít. Họ khi tham gia giao thông thì họ phải quan tâm đến câu chuyện là an toàn cho mình, an toàn cho những người ngồi sau, an toàn cho những người xung quanh. Đấy. Và nguyên nhân thứ hai tôi cho rằng là xuất phát từ chính những người giao chiếc xe đó cho những bạn này. Bản thân ví dụ giả sử như chúng ta đang quản lý chiếc xe đó thì chắc chắn một điều rằng khi mà chúng ta giao xe thì chúng ta cần phải biết cái hậu quả xảy ra là gì. Và thứ hai nữa là chúng ta cần biết nếu như xảy ra hậu quả đó chúng ta liên đới cái gì. Liên đới không chỉ là câu chuyện phải nộp phạt. Tại vì có rất là nhiều gia đình họ có suy nghĩ rằng câu chuyện nộp phạt thì đâu đáng bao nhiêu tiền, chấp nhận cho con mình thoải mái cứ nộp tiền. Nhưng mà câu chuyện xa hơn là câu chuyện hình sự. Bố mẹ đứa trẻ này có đối với câu chuyện là phải đi tù thay cho đứa trẻ này, bởi vì câu chuyện chúng ta giao xe chiều lòng của những đứa trẻ này. Và một vấn đề nữa chúng ta thấy rằng là câu chuyện về tuyên truyền, về giáo dục, về ý thức cho những đứa trẻ này cũng cần thiết phải thực hiện một cách thường xuyên đều đặn hơn, để các em hiểu được hậu quả của mình gây ra là gì và để cho cha mẹ hiểu được hậu quả gây ra là gì, để tránh trường hợp tương tự xảy ra như mà những cái số liệu mà chúng ta thấy rằng nó rất là đau lòng. Và nhiều khi chúng ta cũng cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ xem là vì sao xảy ra một cái thực trạng như vậy. Em Tám nghĩ á, coi xong cái chương trình này bà con mình quán triệt một cái tư tưởng đi. Đừng giao xe cho trẻ con khi chưa đủ tuổi để đảm bảo an toàn cho bản thân con và cho tất cả mọi người xung quanh. Xin được cảm ơn anh Tính rất là nhiều ngày hôm nay tới đây kể cho em nghe biết bao nhiêu những cái câu chuyện hay để bà con mình cùng rút kinh nghiệm. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn Tám và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, uống nước tiếp đi anh Tính. Hôm nay là em biết ý rồi đó, em bỏ bớt 2 muỗng đường. Uống ngon hơn đúng không? Dạ. Còn bây giờ thì xin được mời bà con mình sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Về nhà an toàn. Trở về nhà bình an, hạnh phúc luôn bên bạn như nơi chốn thiên đàng. Oh yeah. Dù tàn hay là sang thì ý thức cũng là bạn, chúc tất cả bình an. Let's go. Trời ơi, mấy đứa nhỏ giờ này rủ nhau đi thả diều kìa. Dễ thương ghê chưa? Ủa mà thả ở đâu? Ủa? Em nhớ là mình thả diều là mình phải ra đồng, ra ruộng, ra bãi đất trống mình mới thả được mà ta. Ủa rồi mấy đứa nhỏ nó dẫn nhau đi thả diều này, ủa cái khu này mình ở là khu dân cư mà, rồi thả kiểu gì? Phải công nhận nha, muốn thả diều em nghĩ là phải có chỗ rộng, chỗ thoáng. Chứ còn mà nhà cửa san sát nhau như vậy, rồi dây diều nó chen với dây điện, rồi thả bằng cái cách nào trời? Phải công nhận nhiều người vẫn không nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Chẳng hạn như là thời gian cách đây không bao lâu em có đọc được cái câu chuyện người ta thả diều mà thả đâu ở ngay gần đường hạ cánh sân bay luôn mới ghê. Wow, vậy lúc đó cản trở giao thông nè, nguy hiểm cho rất nhiều người nè, rồi còn có thể gây ra bao nhiêu những cái hệ lụy nữa. Chuyện này là mình phải tìm hiểu, làm rõ bà con ha. Coi thử với em thử coi câu chuyện này nó có cái hồi kết đằng sau em.
Vào mùa hè, không khó để bắt gặp hình ảnh những con diều đủ màu sắc, kích cỡ bay lượn trên bầu trời. Bởi thả diều là trò chơi hấp dẫn được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ. Điều kiện chơi thả diều là ở nơi trống trải, ít cây cối, nhà cửa, có gió mạnh và diều không bị vướng các vật cản đứt dây. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân điều đỉnh thả diều tại các bãi đất trống, mặc dù xung quanh có các biển cấm. Trước khi thả diều thì chúng ta cũng nên là lựa chọn một cái địa điểm sao cho nó phù hợp, tức là giữa những cánh đồng trống hoặc những nơi ít người, đủ không gian để không bị ảnh hưởng đến những người khác. Ngoài yếu tố không gian thì cái thời gian và cái hành vi của mình khi thả diều cũng cần đáp ứng các điều kiện về an toàn, về mặt giao thông cũng như về an toàn về mặt sức khỏe cho mình. Tại nhiều khi mà thả diều ở những nơi quá đông đúc hoặc những nơi mà quá nhiều người qua lại thì vô hình chung lại tạo cái sự phiền phức và cái mất cái sự an toàn cho chính bản thân mình. Điển hình khoảng 2 tháng gần đây tại bãi đất trống khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người tập trung tại đây chơi thả diều, ăn uống vào mỗi buổi chiều. Hàng chục hàng quán tạm bợ bọc lên hai bên đường, kéo theo tình trạng chèo kéo khách, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông khu vực này. Rác thải từ các hoạt động ăn uống tràn khắp vỉa hè, chai nhựa, túi ni lông, hộp xốp nằm nhếch nhác. Bất chấp nguy hiểm, rất đông người dân giăng dây thả diều, một số người ngang nhiên dừng đậu xe giữa đường để xem diều. Người thả diều và người tham gia lưu thông không giữ khoảng cách. Bên cạnh đó, những người bán diều di chuyển trong điều kiện diều vẫn treo cồng kềnh trên xe, bay phấp phới, dễ xảy ra va chạm với người đi đường. Ngoài ra, việc thả diều gần đường dây điện, trạm điện tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ hệ thống lưới điện, gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Tình trạng này cũng diễn ra trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người dân vô tư thả diều và không biết rằng khu vực này chỉ cách đường hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km. Tuy nhiên, sân bay Tân Sơn Nhất có vùng an toàn hàng không rộng 5 km, dài 15 km. Một số clip trên mạng xã hội cho thấy việc thả diều gần đường cất cánh của sân bay tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi diều bay cao, cản trở quá trình lưu thông của máy bay. Cơ quan chính quyền nên có những cái biển cảnh báo để cho những người dân biết được là những cái khu nào thì không nên được thả diều, phân định cái ranh giới, cái vị trí, cái khuôn viên cho nó rõ ràng thì người ta sẽ biết được nơi nào được thả, nơi nào không được thả. Và có cái sự nhắc nhở của các cái cơ quan chính quyền địa phương thì tôi hy vọng là nó sẽ giúp cho người dân cũng ý thức được và cũng biết rõ được cái nơi nào mình thả diều thì nó hợp lý và nó đúng quy định. Nhìn lại các vụ tai nạn những năm trước đây, vào mùa thả diều, có trường hợp một nạn nhân bị dây diều cứa ngang gây vết thương dài trên cổ, xe ô tô bị dây diều sắc dư nhọn, cắt đứt cản trước của xe. Qua đó, người dân nên cẩn trọng trong việc lựa chọn khu vực chơi thả diều, tránh trường hợp biến trò chơi giải trí thành hiểm họa khôn lường. Và trước khi mình nói lời chào tạm biệt nhau, sau một cái buổi trò chuyện rất nhiều những cái thông tin cần thiết để mình có thể kể cho nhiều người xung quanh cùng nghe, thì em Tám mời bà con mình nhận quà với quán cà phê Bình An nha. Hôm nay thì sẽ có một cái phần quà được gửi cho bà con nào có câu trả lời nhanh và chính xác cho tình huống sau đây. Ai sai, ai đúng, mời bà con cùng xem thử nha. Theo camera hành trình ghi lại, chiếc ô tô màu trắng cố len lên trước xe có camera hành trình. Sau đó, có lẽ do phán đoán sai tình huống nên đã đẩy ngã người đi xe máy. Điều đáng nói là tài xế đã không hề dừng lại mà điều khiển ô tô bỏ đi để người phụ nữ chật vật dựng xe máy dậy. Sao rồi bà con? Mình có đáp án chưa ạ? Đừng quên là mình phải chia sẻ đáp án về cho quán cà phê Bình An của em nha. Địa chỉ email rất là quen thuộc, đó là giao lộ bình an.ttv11a@gmail.com. Hoặc là bà con cũng có thể gửi trực tiếp câu trả lời về fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Ai mà trả lời đúng và sớm là mình sẽ nhận được một phần quà rất là dễ thương đó nha bà con. Chúc cho bà con sẽ nhận được quà từ quán cà phê Bình An nha. Còn bây giờ thì em Tám Bình An cũng xin được nói lời chào tạm biệt bà con. Mình hẹn lại nhau nha, 10 giờ 50 phút Chủ nhật tuần sau trên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Tiếp tục cùng trò chuyện về vấn đề giao thông cùng với em Tám Bình An nha. Xin chào bà con.